Rồi, đề bài cho như sau. Đó là 1 phần x bình trừ 2x cộng 2 cộng 2 phần x bình trừ 2x cộng 3 bằng 6 phần x bình trừ 2x cộng 4. Thì thứ nhất các bạn phải quan sát nè, thấy gì ạ? Đây, thấy gì không ạ? Đó. Một là các bạn thấy ba thằng này giống nhau nè, được chưa? Hai là các bạn có thể làm nhiều hơn luôn, thấy giống này đúng không ạ? Giống này không ạ? Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy mình đặt đặt t là bằng x bình trừ 2x cộng 2. Có nhiều bạn đặt x bình trừ 2x thôi cũng được, nhưng nó chậm hơn một chút xíu, được chưa? Vậy phương trình trên sẽ tương đương một phần, đây chính là t. Và các bạn thấy nè, thằng này 3 có phải là cộng thêm 1 không ạ? Thì tương ứng thằng t này cộng thêm 1. Thằng này là 4 đúng không ạ? Thì này 2 nè, cộng thêm 2. Rồi 6 phần t cộng 2. Sau đó đây các bạn giải phương trình này theo theo t, được chưa? Đây phân số mẫu 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 thì mẫu phải khác không? Điều kiện có nghĩa t khác không? T khác trừ 1. Các bạn phải giải nha. Thôi mình làm chậm đi, để lại viết ra trước rồi khác trừ 2. Cái này là tương đương ngược lại nè. Đây nè, đề bài t khác 0 nè, t cộng 1 khác 0 nè, t cộng 2 khác 0. Rồi các bạn giải ra nó sẽ ra như thế này, được chưa? Khi đã giải xong rồi thì các bạn tìm mẫu thức chung hay là mẫu số chung. Có nhiều người ghi mẫu thức chung, có nhiều người ghi là mẫu số chung. Tùy. Vậy là mình sẽ có t t cộng 1, t cộng 2. Được chưa? Rồi, gạch nguyên đường dài nè. Các bạn nhớ nha, ở đây mình bỏ mẫu luôn nha, mình bỏ mẫu luôn thôi để làm chậm đi cho các bạn dễ hình dung. Mẫu viết lại nè, là cái này nè, viết vào đây. Cái này nè, viết vào đây. Rồi, t nè thì thiếu t cộng 1, t cộng 2, lấy này nhân t cộng 1, t cộng 2. Tiếp tục, hàng này t cộng 1 nè, thiếu t với lại t cộng 2, nhân t t cộng 2. Hàng này t cộng 2 nè, thiếu t với lại t cộng 1 về 6 nhân t cộng 1 nhân t. Sau đó các bạn thấy hai cái mẫu này khác không rồi, bỏ đi. Được chưa? Vậy mình sẽ ra gì ạ? Ra gì ạ? Rồi, phân phối vào ra t bình nè, phân phối vào nha. Cộng 2t cộng t cộng 2. Phân phối vào nè, cộng 2t bình cộng 4t. Đây phân phối vào ra là 6t bình cộng 6t. Sau đó các bạn chuyển qua một vế và các bạn rút rút gọn nha. Chuyển qua một vế thì trước khi chuyển qua thì mình rút gọn lại trước đi. Đây là ra 1 cộng 2 ra 3t bình. Đây 2 1 với lại 4 nữa là 7 nha, 7t. Tiếp tục thế vào. Chuyển này qua đây. Cộng 2 xin lỗi, cộng 2 trừ 6t nè, chuyển qua nè. Bằng bằng 0. Rồi tương đương ra này ra nhiêu ạ? Ra trừ 3t bình. Đây với đây ra còn lại là cộng t. Đây là cộng 2 viết lại. Được chưa? Thì các bạn nhìn vào đây, đây là phương trình bậc 2 nè, và dạng đặc biệt nè, đây là a nè. A bằng trừ 3, b bằng b nè là 1, và c bằng bằng 2. Dạng đặc biệt a cộng b cộng c bằng bằng 0 thì ta có a cộng b cộng c bằng bằng 0 thì mình sẽ có một nghiệm là 1 và một nghiệm thứ hai là c chia a. Các bạn, c chia a, là 2 phần trừ 3 thì mình làm gọn là trừ 2 phần 3. Được chưa? Rồi, khi đã có t1, có t2 đúng không ạ? Có t1, t2 thì các bạn nhớ t1, t2 của mình phải khác không nè, khác trừ 1 nè, khác trừ 2. Vậy cái này nhận không ạ? Nhận nè. Cái này nhận không ạ? Nhận nè. Vậy t đâu ạ? T đây. Đó, t đây. Vậy là x bình trừ 2x cộng 2 bằng 1. Chuyển qua các bạn giải tiếp. Và hoặc nè, x bình trừ 2x cộng 2 bằng trừ 2 phần 3.
Thấy chưa? Chuyển vế vậy là x bình trừ 2 x đây 2 trừ 1 còn 1. Đây chính là hằng đẳng thức nè. Còn không các bạn giải bình thường. A bằng 1, B là trừ 2, C là 1. A nè, B nè, C nè. Rồi tính đen, delta B bằng trừ 4 lần A, AC. Thấy chưa? Rồi các bạn sẽ tính ra. Tương tự đây cũng vậy, các bạn giải ra thì các bạn sẽ tìm được x nha các bạn. Ok chưa?